Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay dạo một vòng thành phố Cần Thơ giữa tiết trời âm u không có nắng, trong một góc nhỏ thành phố, miên man đi và suy nghĩ, tôi kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện về hai người đàn ông với một thông điệp: đừng chỉ nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt trần tục. Trong một bệnh viện nọ có hai bệnh nhân ốm nặng được xếp chung một phòng. Người đàn ông trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người thứ hai ở gần đấy thì bị liệt, phải nằm hoàn toàn. Họ thường nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe chuyện vợ con, gia đình, nghề nghiệp và những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi buổi chiều, người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy. Anh ấy ngồi đó, mắt thường hướng ra ngoài cửa sổ và kể cho người bạn cùng phòng về cuộc sống đang diễn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Người này kể, người kia nhắm mắt tưởng tượng. Cứ thế, họ cùng tìm niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông ở chiếc giường bên kia được hưởng. Thế giới được mở ra, sống động với anh. Ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng, nơi có những chú vịt, chú thiên nga đang nhẹ nhàng lướt mình trên mặt nước, nơi có những em bé đang nô đùa rộn rã tiếng cười, nơi mà các cặp tình nhân tay trong tay ngập tràn hạnh phúc. Ở nơi đó, muôn hoa rực rỡ sắc màu và còn thấy được cả đường chân trời ửng đỏ trước cảnh hoàng hôn. Ngày lại ngày qua đi, một buổi sáng, y tá mang nước rửa mặt đến cho hai bệnh nhân. Và thật buồn, cô phát hiện người đàn ông trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết. Anh ra đi một cách nhẹ nhàng và bình yên trong giấc ngủ của mình. Vô cùng đau buồn, cô gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác anh đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Sau đó, người đàn ông còn lại ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Cô y tá kéo chiếc giường của anh sát lại bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn rằng anh đã thoải mái, cô để anh ta lại một mình. Một cách chậm chạp và khó khăn, anh tự mình di chuyển bằng khuỷu tay đến sát bên cửa sổ, nhướng người để nhìn ra bên ngoài. Nhưng thật bất ngờ, tất cả những gì mà anh có thể thấy được qua ô cửa sổ chỉ là một bức tường trống trơn. Khi y tá quay lại, anh hỏi thăm cô về người bạn cùng phòng, người mà vẫn hằng ngày mở ra một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho anh qua những lời kể. Cô y tá cho biết người đàn ông đó bị mù. Nghe xong, anh đã lặng đi, một sự xúc động khôn tả dấy lên trong lòng. Chuyện trên đời thật khó đoán, thế sự như nước chảy mây trôi. Đến một ngày nào đó, ai ai rồi cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Điều duy nhất còn ghi dấu lại, quan trọng không phải là những gì bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp. Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi. Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng. Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác. Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách, là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh. Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn. Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời. Vậy thì bạn ơi, hãy đừng chỉ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt,
mà hãy dùng trái tim yêu thương của bạn. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm, nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe câu chuyện rất cảm động về hai người đàn ông. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta sẽ phải suy nghĩ, phải nhìn lại mình. Chúng ta đã làm được gì cho mọi người xung quanh? Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.